ta quét ngang quỷ dị thế giới tiểu minh nhĩ cấp ngã xuất khứ đêm mưa, một đao bêu đầu. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Trong bóng đêm, thiểm điện quang mang lóe lên liền biến mất đem phía dưới chiếu sáng. Lở mờ cánh rừng bên trong, một người dáng dấp thanh tú, hơi có vẻ gầy yếu thiếu niên, đang xua đuổi lấy một đầu heo mập lớn vội vàng đi đường. Cuồng phong gào thét đem chung quanh lá cây thổi đến vang lên ảo ảo mặt đất nhánh cây cái bóng, càng là khoảng trừng lắc lư, cho người ta âm trầm cảm giác. Thiếu niên thỉnh thoảng ngẩng đầu dò xét sắc trời, nhíu mày. Thời tiết này, thay đổi bất thường, nơi này trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng. Ta quét ngang quỷ dị thế giới tiểu minh nhĩ cấp ngã xuất khứ vậy liền xem mạng người như cỏ rác. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Một đao kia, quá nhanh. Lý Nhất Dương cổ vết cắt bóng loáng san bằng, không có một tia dư thừa huyết nhục liên lụy. Đương nhiên, cũng không có một tia huyết dịch phun ra ra. Nhìn thấy dị dạng, cố ngôn đầu tiên là nới lỏng một hơi. Sao ta quét ngang quỷ dị thế giới tiểu minh nhĩ cấp ngã xuất khứ sơn quân ấn ký bảng máy gian lận. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Cỗ này quả quyết trực tiếp đem Lý Nhất Dương chấn chủ trong miếu đổ nát, một cái liền rơi vào trầm mặc tĩnh mịch. Chỉ có bên ngoài ô ô hô rít gào gió lạnh, vẫn không có ngừng. Giọt mưa nện ở cửa sổ, ồn ào nóng nảy người. Hơn mười hơi thở qua đi, Lý Nhất Dương lộ ra cười thảm. Từ khi Sơn Quân mấy tháng trước phá vỡ phong ấn, ta đã ở chỗ này thành công xuất thủ 13 lần, toàn bộ đều là kinh nghiệm phong phú hành cước thương nhưng là cùng ngươi so sánh bọn hắn cùng đứa bé cũng không kém được bao nhiêu thoại âm rơi xuống thân thể của hắn run rẩy dữ dội bắt đầu tại hư ảo bên trong lý nhất dương đột nhiên hướng về phía cố ngôn cười khẽ đúng rồi ta lừa ngươi ta chỉ là cả người không khỏi mình khôi lỗi làm sao lại biết được cứu ngươi biện pháp ta vừa biến mất sơn quân liền sẽ cảm ứng giết tới hưởng thụ cùng ta đồng dạng vận mệnh đi, khặc khặc cố ngôn nghe vậy, con mắt co rụt lại. Thảo, nộ theo trong lòng lên. Hắn dơ lên đao mổ heo, hai bước vượt qua hơn hai mét cự ly, một đao đánh xuống. Đao mổ heo sát khí cùng đồng từ nước tiểu dương khí sung kích. Ta quét ngang quỷ dị thế giới tiểu minh nhĩ cấp ngã xuất khứ nguyền rùa cùng tai họa ngầm nghe chọn bộ tại mê chuyện audio ta quét ngang quỷ dị thế giới tiểu minh nhĩ cấp ngã xuất khứ lau mắt mà nhìn giấu diếm. nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com khụ khụ khẽ dựa gần nhà chính cố ngôn liền nghe đến dồn dập tiếng ho khan hắn mặt lộ vẻ lo lắng tăng tốc bước chân trước tráng hắn